chọn một ca khúc viết nên tâm sự. Biết bao nỗi niềm phút giây tạ tình. Hình dáng những người thân yêu xa rồi để thương nhớ nhiều, giờ biết đi ôi thấy điều. Xin chào các bác đam mê audio trên toàn quốc. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với những cái sản phẩm đến từ em Hồng Anh. Mọi thông tin vui lòng liên hệ hoặc kết bạn qua Zalo số điện thoại 086 688 0998 để được em tư vấn hỗ trợ và phục vụ các bác nhé. Nếu thấy clip em hay và bổ ích, rất mong các bác cho em một like để động viên khích lệ tinh thần. Nhớ nhấn chuông và nhấn đăng ký để tránh bỏ lỡ những cái sản phẩm hay tốt về hàng ngày. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm. Cũng phải rất lâu rồi, hôm nay mới lại về được một em CD Philips 650. Một em CD khá là đáng chơi, chất âm hay và ngân sách đầu tư thì ngon bổ rẻ. Đã có thể sở hữu được một em hàng CD châu Âu, hàng Bỉ, điện 220V. Hình thức thì cũng rất là gấu và khác hoàn toàn so với lại những cái con đầu CD khác ở trong tầm tiền. Và xin khẳng định là với cái tầm tiền bỏ ra thì có lẽ đây là một sự lựa chọn cả về hình thức và chất âm đều rất là tuyệt vời các bác ạ. Hình như cũng phải trên một năm rồi mới lại về được một em CD Philips 650. Rất là đẹp, phải nói là hàng rất là đẹp. Các bác có thể nhìn qua video em quay đây. Size phổ thông, rất dễ bày biện và đặc biệt là có một cái ô bàn cờ để chỉnh bài các thứ vân vân ở bên này. Nhưng thật ra thì đã có cái khiển nó làm cái nhiệm vụ đó rồi. Các bác hoàn toàn có thể đóng lại nếu mà không muốn đấy nhá. Nếu mà không muốn nó vương víu, hoặc là mở ra thì nhìn trông cho nó lạ mắt, trông cho đẹp mắt, nhưng mà cũng phải cẩn thận. Bởi vì rằng là nó nhô ra ngoài nhiều thì cái quá trình sử dụng hay là ai đi qua đi lại nó cũng sẽ ảnh hưởng, dễ va chạm. Đây là điều các bác cũng hết sức lưu ý. Con đầu CD này sẽ kèm dây nguồn cũng như là khiển học. Khiển học thì cực kỳ nhạy nhá, cực kỳ nhạy và dùng đủ hết tất cả những cái tính năng. Yên tâm chơi và sử dụng. Em đầu CD này nhìn tổng quan hình thức thì còn rất là đẹp. Chữ nghĩa thì rõ ràng, các bác có thể thấy không bị mất nét, mất chữ gì. Mọi cái đều còn rất là đẹp. Số sáng rõ, đây là bụi bẩn đấy nhá. Đấy, bụi bẩn thôi. Chỉ duy nhất chú ý với em đầu CD này rằng là khi chơi nhiều khi quên lại gạt cái cần gạt này sang những cái tính năng khác vì nó rất nhạy. Đôi khi các bác lau chùi vệ sinh thì sẽ bị cái chế độ ví dụ như là lập đi lập lại một bài này. Đấy, auto bow chạy xong rồi nó lại tạm dừng chẳng hạn, vân vân. Dẫn đến cái quá trình sử dụng lại cứ tưởng là đầu bị lỗi gì, nhưng thật ra là do cái nút gạt này thôi. Thì hết sức để ý cái nút gạt này. Thì em đầu này thì cũng không có cái gì để mà phải giới thiệu nhiều nữa cả. Chất âm thì rất hay rồi. Ở đây thì sẽ có hai đường, một cái dây nguồn rời để cắm điện, cũng như rằng là cái cổng cắm ở bên này. Phía đằng sau các bác có thể thấy với đường RCA, các bác có thể cắm ở cổng bên này. Giáp RCA thì được mạ vàng, hoặc là cắm cổng ở bên này các bác nhé. Hai cổng cắm thì đều cắm được. Hoặc là đường tín hiệu đồng trục ra. Con 650 30W made in Belgium, hàng Bỉ nhá. Yên tâm chơi và trải nghiệm, có một cái tản nhiệt ở đây. Em sẽ mở máy ra để cho các bác ngắm nhìn nội thất bên trong, cũng như rằng là cùng nhau đeo tai nghe để trải nghiệm cái những cái bản nhạc dưới sự thể hiện của con đầu CD Philips 650. Đã mở cái phía bên trong ra rồi thì em này chạy mắt quang CDM2. Mắt rất là khỏe, rất là lành, và gần như là một trong những cái dòng mắt chạy tốt và ổn định nhất rồi. Có thể nói là mắt quang cực kỳ bền bỉ, đầu hỏng, mắt chưa hỏng. Còn em hay có những cái câu nói đùa như vậy, nhưng sự thật nó là như thế. Hàng này là hàng đi máy bay về, yên tâm chơi và trải nghiệm các bác nhé. Đây là những cái phần vỉ mạch của con CD Philips 650. Có thể nói rằng là cái con 650 này có cái phần vỉ mạch nhìn khá là gấu và dày đặc, khác biệt so với lại những cái con Philips khác ở trong tầm tiền. Đó, các bác có thể thấy dây dợ chằng chịt luôn, những cái vỉ mạch của con CD Philips.
Và cái phần đường tín hiệu này thì có một cái vỉ mạch riêng, một cái vỉ rất là lớn nhá. Chạy giải mã 1541, một trong những cái giải mã mà được nhiều bác yêu thích và lựa chơi bởi cái chất âm rất là hay, dễ nghe. Đã, em này thì có thể nói rằng là rất là chuẩn chỉ rồi. Em Hồng Anh cũng đã test với nhiều những cái CD khác nhau, chạy rất là ổn định và tiếng của dòng 650 này rất là vững, hàng châu Âu. Với mức giá em chia sẻ các bác chơi là 6.600.000 nhé, bao gồm cả khiển học cũng như rằng là dây nguồn để cho các bác yên tâm chơi và trải nghiệm. Đầu độc rất là ổn định và trong tầm tiền này thì có thể nói rằng là con này cho đem lại cái chất âm gần như là tốt nhất rồi. Chất âm nó khác biệt so với rất nhiều những cái con đầu CD ở trong tầm tiền này mà là đầu Nhật hoặc Mỹ. Nếu mà có điều kiện các bác cứ trải nghiệm rồi các bác sẽ thấy rằng là những lời em Hồng Anh nói là rất là chính xác. Em sẽ test để cho các bác cùng nhau nghe thử trải nghiệm, cũng như rằng là sẽ lướt qua mỗi đĩa chỉ một vài bài nhỏ thôi và cũng sẽ không nghe được hết cả bài, mong các bác thông cảm. Nếu mà có cái điều kiện và cơ hội sẽ có những cái bản test dài hơn với con đầu CD này nhá. Bây giờ mời các bác cùng nhau nghe nhạc, test cái đĩa CD của Trường Vũ, đĩa rất là cũ rồi nhưng mà đầu đọc vẫn cực kỳ khỏe. Bộ này thì mắt rất lành, đọc khỏe, chuyển bài ngay và âm thanh rất là hay, đến từ con CD Philips 650 với giải mã 1541. Mời các bác cùng nhau nghe và trải nghiệm với con âm ly Watt Fedon 2050A nhé, một trong những con đã đạt được cái giải thưởng rồi. Mời các bác cùng nhau nghe. Sẽ không bao giờ anh phụ tình em, sẽ không bao giờ anh dối lòng mình. Thà rằng không yêu thì thôi, đã nguyện yêu thương nhau rồi, anh xin thề trọn đời chung đôi. Sẽ không bao giờ anh làm buồn em, sẽ không bao giờ lạc nẻo đường tình. Lòng nào em tin người ta, mượn một ca khúc viết nên tâm sự.
biết bao nỗi niềm phút giây ta từng. Hình dáng những người thân yêu xa rồi để thương nhớ nhiều, giờ biết đi ôi thấy điều. Nhìn nhau không nói mắt dưng dưng buồn, xót thương xác phượng ta tới bên đường. Bạn cũ mãi trường xưa ơi, ghi vào lòng tôi suốt đời, lặng ngùi đành cầm nhìn mà không thể nát được hơn nữa, càng ngày nó càng nát. Ok, tất nhiên là cái việc thử này chỉ mang tính chất gọi rằng là thử để cái khả năng, cái độ đọc tốt của nó thôi, chứ còn cũng không khuyến khích các bác dùng ở nhà những cái đĩa như này nhá, nên vứt đi. Đây là em có một cái để ví dụ cho tất cả các bác xem thôi.
con đầu độc cực kỳ nhanh, lành khỏe, giải mã 1541. Mắt cực kỳ tốt, mắt CDM2. Buông tay là đọc các bác nhá. Các bác có thể thấy em truyền bài nhanh và hiệu quả như thế nào. Mời các bác cùng nghe. Sorrow and seems of solution in the